Sau khi tôi xử con khế xong, sẽ hướng dẫn cho mọi người cách coi bói cho mèo rất là lạ lùng. Tôi tự phát hiện ra, nó cũng ghê lắm nha bà con. Những con mèo mốt không phải con nào cũng giống nhau đâu. Cái đường viền con mắt nói lên tất cả. Đường viền con nào nó lại lại êm xuôi thì nó hiền, mà đường viền con nào nó ngoằn ngoèo ngoắt ngoéo là nó dữ. Mà trước mắt là thấy con khế dụ con lụm được rồi. Khế nó quá thông minh. Giờ con lụm nó coi con khế giống như là bạn thân thiết, không biết bạn thân hay là ông cố nội. Mà khế bước vô đây nó cứ làm nổi, nó phá đồ làm gớt đồ hoài. Ngày nào vô cũng phải chửi hết trơn á. Chị ngồi yên chỗ đi. Khoan, trước khi ấy coi mèo con cái đã. Và trước khi coi bói, chúng ta hãy xem mèo con trước mới nói tới mèo lớn nha. Đang ngủ nè. Hồi xưa mới lụm mèo con về nuôi, cái ấn tượng đầu tiên của tôi đối với mèo con là cái đường viền cặp mắt của nó giống như con vịt sim. Mà hồi nhỏ tôi rất là thích vịt sim, nhìn con mèo thấy giống vịt sim là khoái liền. Mọi người có giống tôi không? Giờ kiếm cái tên đặt về để cho nhớ nha. Để tôi sẽ làm video ngắn về đặt tên để cho mọi người dễ nhớ hơn. Chứ video dài anh con lướt coi con này tên gì, cái tên gì mệt lắm. Tôi sẽ để là tên con của lượng. Lúc này tôi đang phân biệt con dạng với con nhát mà lộn xộn hết trơn. Con dạng tôi nói con nhát tôi nói con dạng. Nhìn vô cái đuôi cũng lộn luôn, mà sau này lớn lên cái đuôi nó sẽ thay đổi còn lộn ác nữa. Coi lại video mới biết mình lú, thế là tôi mở chiến dịch sâu viền ở ngang gò má con mèo. Còn cái con này mới đúng là con nhát mà tôi vẫn nghĩ nó là con dạng. Nhìn hai cái lằn của nó đi, nó không có đóng khung với nhau, kiểu như hai cái lằn nó cách xa nhau không có nói liền nha. Ủa? Ở bên kia dính vô, bên này không có dính. Còn con này hình như mấy cái thằng này dính vô với nhau nè. Một cái hình vòng cung. Thường thường ở con người coi bói á, mà cái lằn nó dính vô với nhau kiểu như giữ tiền được. Còn cái lằn nó hở quá là tiền ra nước ra. Còn ở mèo có vậy không ta? Bây giờ mình coi thử nha, coi con nào có cái vòng nó dính lẹo với nhau luôn. Hình như là cái con bên này. Lúc này tôi vẫn lộn con bên này là con nhát. Hai cái lằn đều trong cái khung hết nghe. Tức là hai cái này nó nối chung với nhau. Còn cái thằng này nó hở ra ngoài. Ê coi có nối chung nhau tôi không thấy rõ là con ơi. Nó dính luôn nè. Đâu bên này coi. Trời ơi, ngủ mê. Lúc này bị ẩu nha, nhìn cái đuôi sơ sơ mà đã khẳng định con nào nhát con nào dạng là lộn xộn á. Con bên này là con nhát mà cứ nghĩ là con dạng thân thiện. Chút xíu nhìn cái mặt thấy lai tào tào mới nhận ra đó. Hở một lõm nha. Giờ cho hai con xoay cái mặt ngang là không nhận ra được nếu không nhìn vô cái đuôi. Vẫn nghĩ con này là con nhát, cái con bên này mới là dạng. Tự nhiên nhìn cái mặt nó sẹp sẹp mắt hí hí. Ủa con này là con nào? Con này là con nhát. Con nhát. Con này con dạng, con Út. Anh hai nè. Trời chết rồi, trời lên lú rồi ông nội ơi. Anh hai Út. Con Út là nguyên, nó đóng khung hết toàn bộ nha. Còn con này hơi hở. Tới phiên con lụm để coi cái mẹ tụi bay có giống một trong hai đứa hay không. Đoán xem con này đóng khung hay là hở. Sao mặt qua lụm. Lụm hơi hở. Hở nha bà con. Cái lằn đang đi xuống tới đây nè. Nó hở ra ngoài. Rồi xem mặt bên kia ra coi. Xem mặt bên kia coi. Qua đây. Đúng rồi. Hở. Nó không có đóng khung nha bà con. Nè, cái này nó rộng ra. Thấy không? Tức là nó không có như cái cửa đóng lại. Ủa? Có nhưng mà nó lợp. Có nha. Mà là lợp nhớt là nó không có đặn. Ở bên kia hở nhiều, bên này hở ít mà đóng khung mà cái dạng móc câu. Nó xéo xẹo à. Còn con kia đóng khung cái dạng tròn. Tất nhiên khác idol. Cái này nó cũng có đóng khung mà cái dạng nó nhọn nhọn á. Hay là con mèo nó già rồi cái này nó lợp đi. Khế là cũng có đóng khung đó. Mà cũng không chừng nó già lớn tuổi cơ mặt thay đổi rồi nó bị xệ với bà con. Chứ hồi xưa cái đường viền con khế nó đậm giống như con vịt sim vậy đó. Cái bên này coi. Ơi một cái gọng mắt kiến siêu dày, siêu to, siêu bự. Giống như là cái đường viền ban đầu của nó là đóng khung. Mà sau này cái mặt của nó thay đổi, mặt nó bự quá rồi nó hở ra ngoài bà con thấy không? Có phải vậy không? Tôi thấy cái khúc này nó hơi lợp lợp. Có thể nó lớn lên già cái màu lông nó khác đi. Hồi xưa nó nhìn con khế giống như con vịt sim. Hai cái này nó rất là đậm. Càng lớn nó lợp mất. Nhưng mà tính ra con khế thì không có hở lắm. Có hở. Nhưng mà cái nét viền, à không, kêu là cái nét gì ta? Cái nét lằn vịt sim của con khế đi theo cái chiều hướng đóng khung. Mà kiểu như nó già, nó lớn tuổi, cái khung nó không còn như xưa. Kiểu như mình xăm chân mày đó, mình già mình lớn tuổi, cái nó xệ, nó không có vô đường nét nữa. Coi như khế đi theo cái chiều hướng đóng khung. Còn mèo của mọi người thế nào? Đóng khung hay là hở? Nè, nhìn bên này đóng khung rõ ràng luôn. Còn mèo con, một con hở, một con đóng khung. Cái con đóng khung là con dạng nha. Nó đóng khung rõ ràng, nhìn rất là rõ ha. Để coi lớn lên sau này nó còn đóng khung hay không. Đây, cái anh dạng, thân thiện, thánh ngoại giao này. Đóng khung toàn bộ nhớ kỹ nha. Sau này nhắc lại, mọi người nhắc lại tôi coi lại nó còn đóng khung nó hay không. Ê, coi chừng mấy đứa đóng khung là sống hướng ngoại, còn không đóng khung là sống hướng nội không ta. Không chừng có vụ có bói mới dành cho mèo đó nha. Chà, chắc phải đặt tên cho mấy đứa này quá.
Phải đặt tên vậy đó bà con ơi. Mà nhà Khế Thúi còn tiêu chí là không đặt tên mèo chó trùng với tên con người. Ví dụ con Lợm hồi đó tính đặt tên là Lợm, mà mình sợ hàng xóm mình có người tên Lợm mà mình la mắng con chó con mèo của mình và đụng chạm hàng xóm trong khi mình không có cố ý, thì sanh ra người ta sẽ ác cảm với mẹ con chó của mình. Cho nên hạn chế đặt tên người trùng với tên mèo nha. Chỉ là hạn chế hết mức có thể chứ không có thoát hết được. Mà tên nước ngoài thì dù sao còn đỡ, mà tên Việt Nam sợ đụng chạm tên đó, mình chỉ hạn chế tối đa thôi chứ né hết là không có nổi. Tiêu chí kênh Khế Thúi là vậy nha. Như con Khế nè, ít đụng chạm tới ai mà vẫn có người tên Khế. Lợm có thể ít đụng chạm thôi, mà nhiều người người ta khó nuôi người ta vẫn đặt tên Lợm là bình thường. Còn hai đứa này sẽ là tên gì? Tên gì một chữ thôi, đừng dài dòng. Một chữ đơn giản xúc tích, ví dụ như con Dòi, con Khè, con Ngọc. Mọi người để lại cái tên nha. Mà tên gì mà hai anh em có chung với nhau? Tôi suy nghĩ không biết có nên kêu con này là con lớn tên là Lúa, con nhỏ tên là Cỏ. Cho dễ nhớ không? Nhờ con là Lợm, Lợm Lúa, Lợm Cỏ. Lợm Lúa thì nghe nó có tiền, nó sang. Còn Lợm Cỏ thì nó hơi ố về. Nhưng mà cỏ là thức ăn yêu thích của bầy Khế Thúi. Tên gì mọi người để lại cạnh em nha. Lỡ rồi coi luôn Dòi khùng nó có đóng khung hay là không. Ý bà con ơi, con Dòi vẫn còn đóng khung nha. Thấy không? Đóng khung cái góc nhọn giống như Khế Thúi đó. Có thể còn Khế cái mặt nó già nó bành quá đó, rồi mất tiêu cái góc nhọn. Đứng lại lấy đây coi. Đóng khung nha quý vị. Còn cái thằng đại ca nhìn không đâu có ra đâu, nguyên cái thằng đen ra kiểu gì. Mà thằng này cái dạng đóng khung kín mít luôn. Ê, mà thằng này nó đâu có dạng người, nó nhát thấy bà luôn. Nhưng mà nó thân với chủ. Còn thằng quỷ quạo có đóng khung không? Có đóng khung không bà con? Thằng quỷ quạo là chuyên gia xảo chó. Đóng khung luôn. Hay bên này coi. Lo nhõng nhẽo Khế. Không bao giờ nhõng nhẽo Khế, trừ khi tôi lại gần nó mới xảo chó vậy. Đầu xây qua coi. Đúng rồi, coi coi có đóng khung không. Nó cũng đóng nhưng mà cái đóng khung của nó dạng nó hơi ngoằn ngoèo, ngoắt ngoéo. Nó không có bầu bỉnh giống như con Khế. Khế là cái dạng hơi hơi bầu bỉnh. Còn cái con này cái gì, kiểu như nó đá qua đá lại. Đúng với bản chất con mèo. Bản chất của mày. Nó ngựa bà, cà dẹo. Nhà coi cái đóng khung của Khế Thúi nè. Đó, Khế Thúi là một cái đường một và một cái đường nó bầu. Còn con này nó ngoắt méo, nó lươn lẹo như cái bản chất của nó vậy đó. Thị ngầu thì sao? Thôi yên con. Quý vị nhìn giùm tôi coi. Một mình tôi nhìn hơi chắc lé con mắt quá. Nhiều quá mà. Hình như có mà cũng dạng ngoắt méo giống như con quạo vậy đó. Bây giờ tánh kỳ là phải. Bên đây coi. Bên này đóng khung nhiều hơn nè. Còn thị ngầu có đóng khung hết. Mà dạng lươn lẹo ngoắt méo giống quỷ này. Vậy khó ở là phải. Nè Khế Thúi thấy không? Một đường một, xéo một, dễ chịu. Còn mấy con quỷ này thấy không? Cái đường nó sao sao nó như con rắn điêu vậy đó. Mà có đóng khung. Mà tôi cảm thấy những con có đóng khung nó khá là khôn. Cho mọi người coi mèo chó mọi người thử đi. Còn ban báo này khỏi coi. Nó vàng toàn tập đen toàn tập coi kiểu gì. À hai con mắt có màu vàng. Nhưng mà đâu có khung. Đâu có ngoắt méo cái gì đâu mà coi. Ở video đây. Chị giả chân của nương. Không thấy cái khung nào vậy trời. Ủa. Con này đặc biệt thiệt với ba ơi. Không có khung mẻ gì hết trơn á. Ở đây có lằn. Mà nó chạy ra ngoài hết trơn. Nó không có nói cái gì. Có nói không ta? À có mà ít. Lật nhớt à. Nhiều khi nó lỡ mình không thấy luôn á. Này cái tánh của chị này là hay cà khịa. Nhưng mà chị hiền. Không chừng mấy con mà cái khung nó càng sắc sảo sắc bén là nó sẽ có một cái nét gì đó ấn tượng. Còn mấy con lật lật thì nó không có ấn tượng cho lắm hả? Hay sao? Khè lỗ mũi bự. Anh chàng đặc biệt. Coi coi. Có khung nha quý vị. Nhưng mà cái phần này nó bị lợt. Ở trên rất là đậm nha. Ê mà cái khung con khè nó đâu có khó đâu mà. Sao cái bản chất nó kỳ vậy trời. Nó không có khó mà nó biến thái thôi. À đúng rồi, cái này nó ngoằn ngoèo khủng khiếp mà con thấy không? Thấy không? Như cái cong ở đây. Rồi cong. Trong khi con Khế ở đây nó thẳng, ở đây nó cong một cái đường rất là đẹp. Đúng rồi, cái bản chất nó vậy đúng rồi. Nó biến thái là đúng rồi đó. Y chang ban báo không có khung khiếp mẹ dưới trên. Không thấy lặng thấy lít gì luôn à. Này, khỏi coi. Thằng được gỡ mới lạ. Ở trên có viền, ở dưới viền chút xíu mất tiêu. Coi như thằng này nó hở mà hở nặng luôn á bà con. Thấy không? Chỉ có một cái viền ở trên thôi. Còn ở dưới chút xíu xíu hết trơn. Xem ở đây. Hàng chi mà không có tiếng nói nào trong gia đình là phải rồi. Ở bên này có. Trời ơi, mặt mày nó chạy chùa. Bên này còn được chút xíu. Cái viền của thằng này nó cực kỳ lợt. Hỏi sao không bị ăn hiếp. Trời ơi bên này không có viền luôn á trời. Hay bị tán nhiều quá mất viền rồi con. Hả? Còn cái chị ngáo cũng giống hệt thằng đực luôn á trời. Có cái viền ở trên không có cái viền ở dưới.
Đâu đâu đâu, có không, đâu đầm mỏ, mọi người nhìn tiếp tôi nha. Y chang thằng đực luôn. Cái mặt của mày nó ó đâm quá, nhìn cái gì ngoằn ngoèo là biết con người sao rồi. Bản chất lương lẹo, chắc gói sao rồi. Khỏi nhìn cái gì nhìn mặt là đủ biết. Anh vẽ của chúng ta đóng khung rất là kính bà con ơi. Cái khung rất là kính luôn. Đó. Đường nét cũng hơi bị gắt gói nha. Không cong quẹo quẹo. Nhưng mà cái cũng ổn đấy, đẹp đấy. Bên này coi bên này luôn coi, theo không cạp tôi nha. Bên này thì sao đây, ô đóng khung kính luôn. Hèn chi, đại tướng quân đi phượt là phải rồi. Nãy tôi coi con nào cũng đóng khung, tôi nghĩ con nào cũng như nhau. Nhưng mà bầy ngựa khác, chỉ đóng ở trên, không đóng ở dưới nha. Đâu, mèo của mọi người sao, để lại comment ha.